Hà Nội dừng hoạt động thể thao ngoài trời. Sự thật thông tin Hà Nội ghi nhận 276 ca Covid-19. Người dân tiếp tục gom hàng trước giờ giãn cách theo chỉ thị 16. Vụ sập chung cư 12 tầng ở Mỹ thông báo tin xấu về số phận 86 người còn lại. Haiti có thể chìm sâu hơn vào tình trạng vô pháp luật sau khi tổng thống bị ám sát. Phân tích, tập trở thành Mao trong hiệu ứng hình ảnh tại Tiananmen. Quý vị đang theo dõi tin tổng hợp tối ngày 8 tháng 7 của DKN TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Hoạt động thể thao ngoài trời ở Hà Nội đã bị cấm từ 18 giờ ngày 8 tháng 7, sau khi hơn 10 ngày được thành phố cho mở cửa trở lại. Như vậy, hiện chỉ có hoạt động kinh doanh ăn uống, cà phê, kinh doanh trong nhà được phép hoạt động. Ngoài ra, thành phố tiếp tục đề nghị người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, chấp hành đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch. Nhà chức trách lập các chốt trực cố định và lưu động tại các khu vực có nguy cơ cao, gồm khu công nghiệp, trường, chợ, trung tâm thương mại, công viên, vườn hoa, các khu vực công cộng. Sáng 8 tháng 7, người dân sử dụng Bluezone nhận được thông tin Hà Nội ghi nhận 276 ca COVID-19 tại 24 quận, huyện, khiến dư luận bất ngờ và hoang mang. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, đây là số liệu tổng hợp trong hơn 2 tháng qua trên địa bàn. Cụ thể, tính từ 27 tháng 4 đến sáng ngày 8 tháng 7, Hà Nội ghi nhận 276 ca tại 24 quận, huyện, trong đó nhiều nhất ở Đông Anh 40 ca. Riêng trong 4 ngày qua, từ ngày 5 tháng 7 đến sáng 8 tháng 7, Hà Nội có tổng cộng 18 người dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, toàn thành phố Hà Nội đang tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, trong đó kịp thời truy vết, khống chế các trường hợp liên quan đến những ca bệnh mới, ổ dịch nhỏ lẻ, không để bùng phát thành ổ dịch lớn. Thưa quý vị, dù nhà chức trách khẳng định hàng hóa vẫn được bán trong những ngày giãn cách, nhưng hôm nay, nhiều người tiếp tục đổ xô mua gom thực phẩm sau khi thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố 15 ngày theo chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 9 tháng 7. Tại hệ thống siêu thị Mega Market Big C, nguồn hàng hôm nay đã dồi dào hơn trước, nhưng tình trạng nhiều người gom hàng vẫn diễn ra mạnh. Tại các quầy thịt, khách hàng mua với số lượng lớn để dự trữ, còn quầy rau củ quả, nhiều ô hàng được mua sạch, nhân viên phải dùng đến những xe đẩy hàng cao tới 5 tầng để bổ sung. Tình trạng gom hàng không chỉ xảy ra ở hệ thống siêu thị, tại các cửa hàng, khu chợ truyền thống, người dân cũng ùn vé sạch. Bên cạnh các cửa hàng siêu thị bị gom hàng mạnh trên hệ thống online, nhiều app mua sắm của siêu thị cũng tiếp tục báo hết hàng và quá tải. Trong đó, một số mặt hàng thịt trên app VinID khách không đặt mua được vì hết hàng, còn app Coopma bị lỗi không vào được. Hệ thống của Lotte Mart, Big C quay vòng vòng vì lượng truy cập lớn. Theo CNN, chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ người sống sót trong vụ sập chung cư 12 tầng ở hạt Miami-Dade, Florida, Mỹ sẽ chính thức chấm dứt vào 0 giờ ngày 8 tháng 7 giờ địa phương và chuyển sang nhiệm vụ thu hồi các thi thể. Thị trưởng hạt Miami-Dade, bà Cava cho biết, số người chết tính đến nay là 54 và có 86 người chưa tìm được thi thể, được giả định là đã chết. Một phần tòa nhà bị sập bất ngờ theo hướng thẳng đứng nên tỷ lệ có người sống sót là thấp nhất. Ryder Zadalas, trợ lý giám đốc điều hành cơ quan cứu hỏa hạt Miami-Dade nói: người sống sót chỉ có giới hạn chịu đựng khi thiếu thức ăn, nước uống, thảm kịch này không cho các nạn nhân có cơ hội. Một yếu tố khác là chó nghiệp vụ, các cảm biến mọi dữ liệu, hình ảnh đều không cho thấy có người sống sót trong đống đổ nát, Zadalas nói thêm. Cơ quan cứu hỏa hạt Miami-Dade cũng khẳng định không có bằng chứng có người sống sót sau khi tòa nhà đổ sập, nhiều nạn nhân tử vong trong tình trạng vẫn còn đang nằm trên giường. Các lực lượng an ninh của Haiti đã bị vô hiệu hóa trong cuộc đấu súng khốc liệt vào thứ Tư với những kẻ tấn công ám sát Tổng thống Jovenel Moïse tại nhà riêng của ông trong đêm, khiến đất nước vốn đã nghèo khó lại bị bạo lực bao trùm, chìm sâu vào hỗn loạn. Cảnh sát đã bắn hạ 4 trong số những lính đánh thuê và bắt giữ 2 người khác. Cảnh sát trưởng Leon Charles cho biết trong các bình luận trên truyền hình vào cuối ngày thứ Tư. Ông Moïse, 52 tuổi, từng là một doanh nhân, ông nhậm chức Tổng thống vào năm 2017, đã bị bắn chết. Và vợ ông là bà Martin Moy bị thương nặng khi nhóm sát thủ có vũ trang xông vào nhà vợ chồng ông vào khoảng 1 giờ sáng giờ địa phương. Đại sứ Haiti tại Hoa Kỳ, Bukit Emon, nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn rằng các tay súng đã giả dạng đặc vụ của cơ quan
DEA Hoa Kỳ khi đi vào nơi ở được canh gác của ông Moy và lợi dụng màn đêm những kẻ sát thủ đã vào được bên trong. Vụ ám sát liều lĩnh đã bị lên án mạnh mẽ từ Washington và các nước láng giềng, xảy ra trong bối cảnh bất ổn chính trị, bạo lực băng đảng gia tăng và các cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng lớn ở quốc gia nghèo nhất châu Mỹ. Thưa quý vị, Thiên An Môn là một cánh cổng ở lối vào từ Cấm Thành ở Bắc Kinh, cố cung từng là nơi cư trú của Hoàng đế Trung Hoa. Đối với hơn 70.000 người tập trung tại quảng trường Thiên An Môn vào ngày 1 tháng 7 để kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, một cảnh tượng mang tính biểu tượng cao đã diễn ra trước mắt họ. Trên cổng có ông Tập Cận Bình, Chủ tịch kiêm Tổng Bí thư Trung Quốc trong bộ đồ màu xám kiểu Mao. Ngay dưới chân ông ta là chân dung Mao Trạch Đông cũng mặc một bộ đồ Mao màu xám. Khi ông Tập giơ tay phải chào cuối buổi lễ, động tác đó là một bản sao chính xác của các bức tượng Mao đứng trên khắp đất nước. Đánh lừa thị giác đã tạo ra một ảo ảnh trong mắt người dân ở đó rằng một lúc nào đó trong tương lai Tập sẽ vươn lên vị thế ngang hàng với Mao. Điều thú vị là trong khi đám đông chứng kiến ảo ảnh Tập Mao, những người xem TV ở nhà thì không. Việc ông Tập chọn một bộ đồ Mao màu xám là điều không bình thường. Tại các cuộc duyệt binh ở quê nhà và các bữa tiệc chiêu đãi ở nước ngoài, Tập luôn mặc một bộ đồ Mao màu đen. Lần này, màu xám phai nhạt khiến ông Tập trở nên nổi bật rõ ràng. Thủ tướng Lý Khắc Cường và cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào, họ đứng hai bên Tập, mặc bộ vest tối màu như thường lệ và đeo cà vạt đỏ trong buổi lễ. Nó trông giống như một buổi biểu diễn với một người biên đạo chương trình trình độ cao. Một lưu ý nhỏ, bộ đồ Mao có nguồn gốc từ đồng phục học sinh Nhật Bản. Bộ đồ ông Tập mặc là phiên bản sửa đổi của bộ đồ Trung Sơn, trang phục chính thức của Tôn Trung Sơn, cha đẻ của cách mạng Trung Quốc. Tôn Trung Sơn đã ở lại Nhật Bản nhiều năm, thiết lập mục tiêu của mình về một cuộc cách mạng ở Trung Quốc. Ông được cho là đã kết hợp với đồng phục học sinh Nhật Bản, trang phục mà ông thường mặc vào quy tắc ăn mặc chính thức của mình sau này. Tôn Trung Sơn còn được gọi là Tôn Giật Tiên, sau này trở thành nhà lãnh đạo của cuộc cách mạng Tân Hợi 1911, đã lật đổ triều đại nhà Thanh, triều đại cuối cùng của Trung Quốc. Ông Tập đã thúc đẩy việc sửa đổi hiến pháp quốc gia và loại bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ 5 năm đối với một chủ tịch Trung Quốc. Nhưng ông mới đi được một nửa quãng đường để đạt được mục tiêu trở thành một nhà lãnh đạo ngang hàng với Mao. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tổ chức đại hội toàn quốc tiếp theo vào mùa thu năm 2022. Đây sẽ là thời điểm quan trọng đối với ông Tập. Vẫn còn nhiều điều chưa rõ, bao gồm việc liệu ông Tập sẽ ưu tiên bảo đảm nhiệm kỳ thứ 3, 5 năm với tư cách Tổng Bí Thư hay đi đến giải thưởng lớn hơn là phục hồi chức danh Chủ tịch Đảng từng được Mao sử dụng làm lãnh đạo suốt đời. Với đại hội toàn quốc tiếp theo của Đảng vẫn còn một vài năm và vài tháng nữa, bây giờ chỉ cần thực hiện một cuộc khảo sát mẫu với hơn 70.000 người là đủ. Điều đặc biệt quan trọng là một cuộc meeting lớn đã được tổ chức tại quảng trường Tiananmen Môn với hầu hết mọi người không đeo khẩu trang. Một khía cạnh đáng chú ý của bài phát biểu tại Thiên An Môn của ông Tập là không bận tâm suy nghĩ về lịch sử của cách mạng văn hóa 1966 đến 1976, một chiến dịch chính trị do Mao phát động để giành lại vị trí đã mất trong cuộc tranh giành quyền lực. Nó đã cướp đi nhiều sinh mạng. Sự thiếu sót đó đã làm dấy lên lo ngại trong và ngoài đảng. Thưa quý vị, tin tổng hợp tối của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.